Hôm nay qua mùa trái cây là sầu riêng, bao hoa sầu riêng rồi cam sành nha, rồi măng cụt luôn, bự luôn cô chú anh chị ơi, rồi phía trong chôm chôm nữa. Wow. Quay lên ruột đợi xe bán chạy một lúc một nơi hả, cho quay chia sẻ chút nha. Ồ, hấp dẫn quá, ký nhiêu? Rồi giờ di chuyển gì vậy phía trước kia. Rồi chương trình TV mến chào quý cô chú chị và bạn, hôm nay chương trình rất vui gặp lại cô chú chị và bạn trên cái video là chương trình đi quay cái chợ cầu đầu xấu của gì vậy? Chợ Gia Liễu nha, này ngay cái dòng xây nè, đó cái dòng xây này hướng về bên tay phải thì đường 30/4, rồi bên tay trái này trước màn hình đó thì đường 3/2 của chú chị. Mình đứng ngay chỗ này đó là ngay cái đầu đường chợ kêu này là chợ Gia Liễu rồi của chú chị ơi. Rồi cái phía trước mình đó là màn hình mình đó ngay cầu đầu xấu nha, hướng về Sóc Trăng và Hậu Giang nha cô chú chị. Thôi bây giờ mình tiến vào trong mình quay cái chợ này coi tại sao mà cái chợ mình kêu bằng chợ Gia Liễu đây không biết nữa. Trước cái chân cái đầu đường này đó là mình thấy bà con quán trái cây rất nhiều nha. Hôm nay qua mùa trái cây là sầu riêng, bao hoa sầu riêng rồi cam sành nha, rồi măng cụt luôn, bự luôn cô chú chị ơi, rồi phía trong chôm chôm nữa. Đầu đường này buôn bán rất nhiều nha. À, kế bên nó thì có bệnh huyện Gia Liễu, mà sao tại chợ sao mà ở đây mà kêu bằng chợ Gia Liễu luôn của chú chị, chắc là để vô dài vô mình hỏi dài vô phía trong coi. Rồi bà con dài đây bán cặp ven đường bán rất nhiều món nha. Rồi đa số là hai bên là bán trái cây rất nhiều của chú chị. Wow, bữa bán bao ăn hay gì đây, bữa gọt luôn hay vậy, rồi bao ăn luôn ha, bao ăn luôn. Một cam 5k ký ha, rồi 5k 8k ký luôn, 10k rồi đủ loại trên. Ủa chợ này sao kêu chợ đầu xấu hả chị? Ủa chợ Gia Liễu hả? Giờ nào giờ đã kêu chợ Gia Liễu không đó hả? Vậy hả? Rồi ở đây cái tự nhóm kêu chợ Gia Liễu luôn. Wow. Rồi đây là cái bên đây là có cái bệnh huyện Gia Liễu được cô chú chị ơi. Rồi cái chợ này tự phát cái đầu là kêu bằng chợ Gia Liễu luôn nha. Wow, bán mít ấy hả? Má lai hả? Rồi cô bán cơm dẹp rồi cô chị. Vậy là cái chợ này chợ tự phát rồi của chú chị, hai quán đường này bán như vậy là thấy là rất nhiều món đa dạng và phong phú, ngoài trang món trái cây và ăn uống. Rồi mình vào tiếng vào trong coi, thấy có chú quả chú bán trái cây đu đủ chuối. Wow, ốc nữa gì này, là về bán món ăn nướng rất chuyên về trước rồi cái đầu bán của chú chị bán nhóm đó để bán phục vụ cho khách đi khám bệnh nữa của chị, rồi từ từ biết chắc quen luôn quá rồi bà con buôn bán rất nhiều. Đây cái loại trái cây, ở đây phía trước là cái bệnh viện này không sao rồi của chị. Rồi này cái này nhạc đó, có cái quán quê bắt nhạc lớn quá hồi lướt qua của chị. Rồi cho công trước, rồi phía trước hồi nãy mình quay đứng quay đó, thôi giờ mình lướt qua là nhạc mắc quá lớn. Rồi qua đây bán nước giải khát. Rồi đây bán cái gì đây, bán chả bán gì nướng, thấy đứng nướng nhóc chân cái gì bánh có bánh kẹp ha. Ồ, bánh kẹp bánh gì này, bánh kẹp nướng từ đâu bán tới đó ha. Wow, ồ gió quá. Bán này tối ngày không trời?
bán buổi sáng. Buổi sáng hả? Vâng. Bán gì à, dừng cái gì cũng đẹp, dừng cái nhiều. Cá 6 ngàn. Vâng, rồi, đổ vô, cái nào chưa? Đang nướng cái gì? Đang nướng hả? Ngân xíu. Ngân hả? Vâng, cái 6 ngàn hả? Dạ. Ờ, giảm quá. Quay chị giải tiếp nha. Ở cái chợ này sao mà kêu chợ gia liễu là nào thì nó tự phát rồi kêu chợ gia liễu luôn chứ ra này ở chợ này đâu có thành lập gì hết rồi. Này tự phát. Dạ, tự phát là thói quen ha. Các bà con vô đây cái buôn bán riết là thành cái chợ luôn. Rồi thôi cảm ơn nha. Chúc là bán mà hết hàng nha. Rồi dạ dạ trong chương trình này các bà con buôn bán gì thấy đông quá. Rồi bán các loại chả rồi nem nướng rồi. Dữ à. Chắc quá. Rồi thấy mấy cô này bán cam rồi. Đừng xe xe người có. Quân ra có món gì quân ra bán phục vụ bà con. Mấy người đi khám bệnh và không khu vực nơi đây cũng như vậy. Qua wow, này tỏi tỏi Lý Sơn cái gì đây. À, có cái anh này anh bán hồi quay được gì. Bán hồi quay để chị thì anh bán đậu bán luôn. Wow, hấp dẫn quá. Ồ, quay anh được, đợi xe bán chạy một lúc một nơi hả? Tôi quay chia sẻ chút nha. Ồ, hả, dễ quá. Ký nhiêu? Ký 3.24, sùi 200. Ồ, đủ giá chưa nha? Heo sạch à. Ừ. Đâu, hôm nay heo quay heo nguyên con nha. Nguyên con. Ngày bán mấy con? Ngày bán con à. Con dạ. Đậu đây bán không cái gì? À, chạy vòng vòng đây ha. Wow. Đây biết rồi ha. Khách quen biết ra mua ăn ha. Được 2 3 năm rồi, 3 năm rồi. Dạ, yeah. Wow, hàng quay dẫn mới cũng như vậy. Rồi chúc anh mà bán mà hết hàng nha. Cảm ơn. À, mình tiến là vào trong qua của chú chị. Rồi đây phải thấy bán có thịt heo rồi cũng đầy đủ chứ. Tôm cá rồi cái gì. Ồ là cá he thấy mập quá. Cá he quá u. Cái này sao thấy cá he quá nhiều của chú chị. Cá he này như là có dùng nào nuôi nhiều quá rồi chuyển phân phối về các chợ bán hay gì. Thấy giờ chợ nào cũng có cá he quá trời nhiều. Mà dùng mình dùng nước nổi dưới này mình thấy là cá he lúc trước ngày xưa cũng ít lắm cũng vậy. Bây giờ quá trời nhiều cá he. Còn ú mà mập không. Ồ, oh, tôm bự dưới nha, tôm này tôm thẻ. Oh. Oh, bán ở đây bán trái cây rồi cũng rất là xòi ổi rồi. Này dài cái bên đường này quý vị trong cái hẻm này nè. Dài của bà con buôn bán quá nhiều của chú chị. Dạ kênh Trung Tình TV. Bình anh. Dạ. Trung Tình TV. Chợ này kêu bằng cái chợ gia liễu rồi cũng vậy. Dạ cái này qua đây mai biên tập lên mai đó, mai mốt đó. Dạ dạ cảm ơn. Rồi, bên đây anh bán gì đó, bán chảo nồi gì đây. Ồ chảo bự bự. Bán không phê. Rồi bên nhà hàng mình bán trứng. Bán vịt trứng gà. Nói chung ra bây giờ đó, những chỗ nào con quen lộ quen hẻm nào cái hẻm nào đó quý vị thường đó, người ta cái có cái tập trung cái cũng cái ta cũng sơ đúng lại bán chợ tự phát cũng gì cái nào thân tiện cái nào thì ta nhóm là chỗ đó bán. Ngày xưa thì đi là chợ nó hơi xa ha. Bây giờ chợ dốc chờ rất tiện. Và, này cá của Phi cá biển 60 ngàn, cá biển sò 40 ngàn, 40 ngàn một ký cá biển, đồ biển người rau quá trời rau. Hôm qua anh này bán ngồi bán chả cá gì vậy, nạo chắc lát đồng hay wow. Không đồng gì bán nhiêu ký anh được 300 hả? Ồ, cá lát đồng này giờ hiếm lắm mà.
số rồi, chắc lắc nuôi không, chắc còm không à. Ngày bán được mấy ký, ngày đó 100 ký không? Lại. Dạ. Một ký một lại à. Dạ. Dạ. Rồi, và chúc anh bán ba bát hàng nha. Rồi, ở đây chưa? Rồi, ở đây bán heo ra, bánh này quay cái gì vậy? Miếng. Rồi, chợ này người hâm hâm tính, người bán đồ thì rất nhiều món, nhưng mà bán thì đồ thì không được nhiều chứ chị. Đây cái chợ này chợ Tự Phát rồi, đây cũng chưa tập trung hơn hả? Dạ. Wow, bán món gì hấp dẫn quá trời vậy? Cá biển, cá này, cái gì là cá mồi hả? Này cô tự nấu luôn hả cô? Nấu. Rồi là nấu tại chỗ luôn ha, hấp dẫn quá. Ngày bán ngay bán ký hay bán trăm gram? Ký ha. Ký nhiêu cô? 130 hả? Rồi. Ba ký nữa, chúc cô bán mau hết hàng nha. Rồi, đây là cá của chị. Rồi, cá mừng sẵn. Dạ. Rồi. Đó, đồ rau dữ vậy. Tôm cua ốc rồi. Ngại lên video kia đừng quay lên. Còn này các bạn bánh nhiều là bánh luôn nhiều. Rồi, quá nhiều quá. Cái trần thù rồi. Rồi giờ tiếng dài dài phía trước cũng như vậy. Đường này bán tập quá rồi, các loại mặt hàng dụng cho gia đình. Rồi các bạn hỏi đây là gì bà cụ? Ơi. Dạ. Trời đất ơi, bà ở đâu mà đi sinh đây? Ở ngã bảy. Ngã bảy Phùng Hiệp hả? Ngã bảy. Dạ. Ba trong đường vượt lũ về các cô. Dạ, các cô hả? Ừ, tôi đi sinh thường xuyên đây như tuần lễ tôi sinh lần. Dạ. Rồi đi Cần Thơ có. Rồi cá tắc là gì, rồi cá tắc ngay dùng cây chỗ đèn xanh đèn đỏ đó. Ừ, tôi ngồi đó là gì, tôi ngồi từ 4 giờ tôi đi là tới 6 giờ tôi mới về, 6 giờ chiều á. Rồi đi chợ nào không đi, dân đi chưa? Bà di chuyển bữa nay bà ở đây rồi mới đi chợ khác hay gì? Mới tôi đi cá tắc. Vậy sao? Tại bà nay bao nhiêu tuổi rồi, không con cháu có ai nuôi sao? Năm nay bảy mấy tuổi trời ơi, có con hai đứa, mà đứa nó cùng còn một đứa thì nó bị ung thư nó chết rồi. Rồi còn hai đứa cháu ngoại nó học cái trên trường cá tắc trên trẻ mồ côi á. Dạ. Rồi cháu nghỉ hè nó về nó nghỉ luôn rồi. Dạ. Vì nó học không nổi, một đứa thì học lớp 8, còn đứa học lớp 6 rồi nó học không nổi nữa. Bà nó nhiêu tuổi rồi? Đã 66 tuổi rồi. Rồi bà đi vòng vòng gì, bà đi bằng xe gì, ai di chuyển thì sao? Xe ôm mình nè. Rồi bà xe nè. Từ ở dưới lên đây 150 nè. Đủ bà xe ôm ăn chân à? À, bữa di tính mình, bữa mình kiếm được già 100 mấy, 50, 70 thì về đủ sống đi chút. Thì mình nói chung ra mình đang đi ăn xin á, bây giờ mình khó khăn phải không? Bà khó khăn mình ăn xin á thì đi chợ gần gần thôi. Ở chợ gần gần nói chung là ta thấy tình cảnh bà khó khăn ai cũng cho hết trơn á. Không đi chợ. Không cần đi chợ xa. Dạ. Rồi bà đi chợ xa rồi á thì bà đi xe ôm rồi, như bà xin mà không mà cực khổ bà xin rồi đâu. Đi xe ôm nó xe ôm ăn trơn rồi. Chú ơi, ngày nào tôi cũng đi trơn rồi. Chứ qua vòng thứ hai rồi mình đi chợ nhà. Bèo lắm. Đi không bèo quá bèo bây giờ thí dụ á. Nếu mà thấy bà khó khăn à, ta cũng cho bà hết. Nhưng mà ví dụ ít nhiều gì, ví dụ là cho rồi á, thì cho ít thì bà hưởng. Hưởng ít, cho nhiều bà hưởng nhiều. Bà đi mấy chợ khác là cho nhiều rồi, mấy xe ôm ăn như không. Đi đâu bà đi đâu cũng xe ôm chứ. Nhưng tại tôi kẹt tôi mới đi chứ. Tại kẹt cái gì kẹt? Tại vì ổng hồi đó, ổng bệnh, bị tai biến đó. Thì mình đi chợ gần thôi, đừng đi chợ xa. Không đủ trả anh ta, chỉ tôi, ngày tôi trả 100 ngàn đó. Nếu mà bà thật sự khó khăn là nói chung ra ai biết bà ai cũng cho chứ. Đi bận về 60 ngàn, tôi kiếm được 100 ngàn. Dạ. Ừ. Nhưng mà kẹt cái là...
Vậy ngày bà ca bà lấy cái được nhiêu tiền mà đi mấy chợ vậy, vòng mấy chợ xa rồi nè? Chợ xa thì nếu mà ta chơi nhiều thì cũng được trả tiền xe đồ hết rồi, còn được cái chấm. Vậy bà cái bà thứ mấy bà, con có gì dễ xưng hô? Dạ tôi thứ năm. Thứ năm ha, dạ. Trời ơi, cũng mấy ông cũng lên mua bút nhiều lắm rồi. Có ông thì lại nhà tôi, có cái nhà tôi nhà nước cho á. Có lại không? Có lại. Cái thằng ở ở ngày sáu á, lại nhà tôi nó coi rồi nó lên nó có mà bắn đeo gắn sắt á. Đó, nó có cho tiền bà không? Nó cho tôi được 1 triệu à. Đó. Nhưng mà nó bắn rồi nó đổi, nó kêu là để nữa nó vô nó mua tên, nó kéo lên nhìn cho tôi. Đó. Rồi cuối cùng là nó có kéo đâu nó vô mất tiêu luôn. Dạ. Nhưng mà cái là bây giờ nhà nước cho tôi là tên ngủ hết rồi đó. Chứ cái kiểu trời mưa là tôi ổ chưa ổ chuột vậy đó. Dạ. Mất lao, mất chuột, dạ. Nào nói thiệt. Dạ. Để con có dịp nào con liên hệ với bà, con xuống lại con quay cho bà cái rồi con nói chia sẻ tình. Là con chia sẻ lên đến bà con cộng đồng, có ai thấy được bà có giúp đỡ gì được rồi giúp lại ha. Rồi dạ, dạ con cảm ơn bà nghe. Dạ. Rồi nếu bà xin thì bà cần nó đi xa quá, bà đi xe ôm đang hết trơn rồi, bà đi đâu rồi hết chợ này tới chợ khác rồi. Dạ. Dạ rồi con cảm ơn bà. Rồi mấy cô đây bán bánh rồi bán cà củ quả rồi gì kia. Rồi nó bán bánh tiễn. Đây thấy bán gì à? Bán bánh nước sữa gì quá trời nhiều kia. Này cho chia sẻ chút nha anh chị. Ô cái này cái bản gì qua này, cái này công cụ hả? Không, công cụ này gì bán là gì, bịch nhiêu? 6.000 vào. Ô này bán bánh gì nữa đây, nhóc cho nghe. Nào, hủ tiếu rồi đầy đủ ha. Ở trong chợ dưới tay hết hả? Cái đường vô quẹo nó xa không? Nha không? Đó là sau chỗ nữa hả? Rồi cảm ơn nha. Rồi đây bán hến rồi tép hết bằng sẵn rồi kia à, chả nữa rồi chả thắt lát dạ quay sớm để dạ thấy bà con đi chợ rồi hàng nhà thấy hàng nhiều rồi quảng cáo rồi cho nó sơn tụ chút dạ đó là gì bông Thiên Lý ha. Thiên Lý Cam đồ. Cam ha, mình đeo bông điện điển nha. Điện điển luôn. Dạ. Chả ngon lắm đó, cái mè cái gì. Rồi, đi bán rau bông điện điển. Cái mè cái chảnh ngon lắm. Cái mè có cái chảnh rồi bông điển. Vậy cái đó bán bịch hay bán ký? Bán bịch vậy đây nè, 400g là 40. 440 hàng vậy là 100g 10.000. 100g 10.000 đúng. Ký 100g. Ký 100g. Cá ngon lắm. Cá cái dảnh hả? Dạ cá dảnh, cá mè dảnh. Mấy loại cá dảnh rồi? À có một loại này, cái này thì cua xay. Cua đồng. Wow, cua sẵn là xay sẵn luôn ha. Cua đồng xay của mình đó. Dạ. Bán gì cua đồng hay xay sẵn bán sao? À, ký 100 đó. Ồ, ký 100 nè, xay sẵn 100 nữa. Đúng rồi, cua sạch. Thấy không? Kẻ không? Cua sạch ngon hết. Rồi, đó về cái ai muốn ăn như cua, ăn muôn bịch về cái nấu nồi cái đủ ăn gia đình ha. Dạ. Rồi, này hến gì đây, hến dẹm gì nữa ha. Hến dẹm gì đây nè, 10.000 100, 100.000 ký. Cái này về cô xã ha. Cô xã, xà xớ, xào rau găm. Dạ. Xào lắc á. Ở đây kêu bằng chợ gì đó chị? Chợ Gia Liễu. Wow, nãy giờ cũng nghe hơi là lạ mà cũng hỏi cái sao tại vì nhiêu cái chợ Gia Liễu ha. Dạ có thắt lát này nè thấy không? Thắt ngon. Đó. Đây sao kêu chợ Gia Liễu không chị? À, đó cái cặp này dưới cái bệnh viện Gia Liễu. Cặp bệnh viện đây rồi cái đầu rồi sau này cái người ta bán vòng cái tự phát luôn ha. Nó phát sinh lâu rồi tại vì hồi xưa tới giờ lắm. Dạ. Tại vì dạ. Hồi xưa là cái con hẻm nhỏ thôi. Bây giờ là cái dân đông ngày đông đó. Dạ. Lên rồi chợ đồ đông rồi dân số đông á yeah. Tập trung mua bán yeah.
nhớ là theo phục vụ cho mấy người đi khám bệnh ha, cái đầu tự phát rồi từ biết là cái vùng chợ gia bệnh gia liễu luôn. Lấy tên của cái bệnh viện gia liễu. Rồi. Rồi chúc chị mua mai bán đất nha, rồi có ai gần đây ra ủng hộ cho chị nha, rồi chị tên gì? Tên Huệ. Rồi chị Huệ chân cái đường hẻm căn bệnh viện gia liễu của chú chị. Cảm ơn. Có mua gì ủng hộ các bạn rồi, ơi. Cảm ơn chị, cảm ơn chị rồi. Chúc chị bán mai hết hàng. Rồi có xem có xem có vô kênh Trung Tình TV xem. Vài bữa biên tập vài bữa mình đăng lên vô YouTube á, nhớ xem ủng hộ cho like nha. Rồi cảm ơn. Kênh Trung Tình TV. Trung Tình TV. Rồi cảm ơn. Rồi bên đây gì đây, đậu hũ Hà Nội quá. Rồi mấy cái đậu hũ này thường hay để đậu hũ ở Hà Nội quá chị. Hôm nay như đặc sản mãi về đây mở cửa hàng ra làm hay của gì. Thấy gì chợ nào cũng có cửa hàng sản xuất đậu hũ chứ gì. Đa số là chắc ở ngoài người Hà Nội ra ngoài Bắc làm rất nhiều là đậu hũ gì. Rồi mấy bên đó bán cá của chị. Thấy cái chị vàng rất hấp dẫn của chị. Đây gian hàng bán gặp củ quả. Còn chợ thì chợ cho nhỏ chứ mà thấy bán rất nhiều mặt hàng cũng vậy. Nhưng mà hiện như là một cái chợ quê vậy ha. Và cái chợ này tự phát là bán từ theo cái ban kinh này của chị. Cái quen cái hẻm bán gì vậy, theo cái hẻm. Còn bán cam đậu giữa đường ha. Không chạy về dạo vườn bán á. Nó chạy dài dài ở vườn bán. Bán sổ vườn bán được hả? Được. 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 Ồ, cái này trong này bán gì sâu giống hôm nay cái đường này. Bán thịt không có gì quá. À, bán gì ra quá trời đó. Bán sổ là một tiếng giờ đây cũng gì. Hôm nay thấy bán thịt quá thì mình cũng hơi quay lướt qua chút luôn chứ gì. Theo gà dịch rồi ha, gà dịch rồi bằng sẵn rất nhiều nha. Wow, này bán cái gì đây, bán nhiều nướng quá trời thơm à, cơm sườn cái gì đây. Này là quán ăn của chú chị kìa. Quay là thấy ghé ăn một phần. Dạ. Quay vòng hồi quay ra đói ăn. Ở đây vô hẻm này bán thịt của gì thịt heo. Có bán cá nữa. Cái đường bán là thịt heo nhiều. Cá cha rồi thấy không bà trong thịt khứa cả chưa nữa. Bà cụ đứng này làm gì được đi rửa rau vậy hả bà? Trời quay rồi nó đắng lên đẹp. Dạ, quá ngon. Tôm càng xanh là chả oxy vậy. Rồi đây gì thực phẩm chay vậy, đồ ăn chay. Là cho đây quay quay cho quý vị xem này, mình là bún cây hoàng giao à. Đa số là rất nhiều món đồ ăn chay của quý vị, rất là đa dạng luôn nha. Bà bán đây chủ đồng tiêu hết nữa. Đây là xa xa sáu một é. Qua này anh bán cái gì ra chạy xe lên nước mía, trà sữa, trà đào, chạy xe dọc bán. Trời, bán thao mà đội dòng bán vậy ta. Mỗi lúc mọi nơi luôn nha. Phục vụ tới nhà luôn. Trời, bán. Thật quá trời, thật heo quá trời nhiều.
có cái bãi này để rộng qua bắn cá gì kia. Trên cái cây, trên cây xanh vậy, thoáng mát quá trời. Đâu cá gì quá trời. Cá gì quá trời vậy cái. Mà Vinh bự dữ vậy. Vinh đúng không? Không. Vinh quá bự anh em ơi. Nhà rất nhiều loại cá biển. Lập trời ngồi bán này rộng quá, trăng cây xanh làm thoáng mát. Chợ tự phát mà bán mọi lúc mọi nơi, cho nên không tập trung của chúng gì. Wow, này rất nhiều loại cá luôn nha, loại cua nữa nè, cái gì cua đồng đó, cá lóc, cá chè, cá lóc tỉnh nữa, rất nhiều luôn. Cá lóc đồng đó, ớt nè, ớt là mạnh mạnh luôn nha, thích nuôi nè. Thôi mình đi chợ, quay chợ quen rồi, cũng chỉ quay những món ăn rồi nè. Đây mình bắt gặp cái chú đang bán số mà chú Tết rồi dài dài lộ nè, cô chú anh chị ơi. Thôi đây giờ mình qua mình hỏi chú coi cái hai cái cặp giò chú làm sao mà chú không đi mà chú lết không nha. Thấy cô chú đi bán cái số rất dễ thương cô chú chị, rất thấy rất là tội nghiệp nha. Bây giờ mình qua mình hỏi chú rồi mình ủng hộ vài tấm số. Bỏ tới đây. Sao cái cặp giò chú sao chơi bị gì chú? Dạ. Theo cơ hả? Đi không được hả gì? Dạ. Thôi sẵn rồi tới giờ trong mát này hỏi thăm chút rồi chú. Mình cũng đợi chú là lết tới chú, cô chú chị thấy nãy một khoảng chừng chục mét thì đợi dừng gần cả tiếng hồ chú, cô chú chị. Ủa chú thứ mấy? Dạ, thứ hai. Dạ, kêu hai gì chú? Hai anh. Hai anh hả? Dạ. Nhà chú gần đây không? Đó nghe chú ơi. Tôi dạ. Cái chỗ này hồi đó cha mẹ ở ba chú chết hết trơn à. Ở tại ba chú hả? Dạ. Rồi á, tôi mới gặp bà này. Dạ. Đã chết rồi, con qua đuổi đi. Rồi đã chết rồi đó. Rồi tôi sống tùm lum hết trơn à. Dạ. À, ở nhà nhỏ cũng không yên. Mấy thằng uống rượu cho nó mượn tiền. Tôi bán với chớ nhiêu mà bị thuốc men. Dạ. Tùm lum hết trơn, tôi bán đây xong vòng đây. Rồi á, kiếm trong ngoài nhà về à. Sáng ngày được nhiêu tấm số chú? Dạ trời ơi, có vốn đâu có nhiều. Ngày hôm qua trời mưa, cái nó quất tôi hết vốn luôn. Dạ. Tôi có 500 ngàn, tôi lấy được 450 cái số. Còn dạ. Lại 50. Thấy ngày hôm qua trời mưa lâm ra mai cũng ở đó nó mưa tiếp. Cái nó quất hết trơn luôn. Rồi đó, ta thấy gì ta dài dài đường này, cháu bé quen biết đó. Dạ. Rồi người cho 5 ngàn, 10 ngàn lấy lại được 20-30 tấm với chú rồi. Rồi giờ chú bán số rồi tự sống chứ không ai nuôi chứ hả? Dạ. Hôm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ 71. 71 hả? Chú con đông không? Không có con. Sao không có con, không có vợ thì không có con? Có chấp nấu nhau già rồi đó. Không có con. Nào còn nhỏ rồi không có vợ rồi sao? Dạ. Hồi nhỏ còn có cái vợ không? Không. Không luôn hả? Trời, nó bán số bao nhiêu năm rồi? Dạ, hồi bến tre Hồng Dương mình ngay chỗ công viên nè, tới giờ luôn á. Thấy không? Dạ. Bây giờ hiện giờ là chú đang ở trọ phải không? Ở trọ. Rồi chú bán vậy rồi sao chú về đi tới lui rồi sao di chuyển được? Xe buýt. Xe buýt hả?
xe buýt ở trong chợ này đâu có xe buýt đâu đi. Có ra ngoài. Đó, ra ngoài hả? À. Rồi đây ra ngoài thì về tới đâu? Dạ. Xuống cõi lộ ba xe, xuống ba xe kia. Hả? Cõi cõi thần Ô Môn chứ. Cái gì đây về tới Ô Môn luôn hả? À. Trời đất ơi xa như vậy. Dạ. Sao bán gần chợ dưới. Ở dưới bán được. Bán số nói chung là bán số đâu được chứ chú ơi. Không có, để tôi nói chú nghe. Dạ. À, không phải ở đâu cũng bán được chứ, mình bán quen ở đâu mình bán đó, bán đầy dưới này trên này nó ngay thường đẹp, người ta mua 5 tấm. Dạ. Người ta cho 5-10 ngàn 20 ngàn về tiền xe với ăn uống. Dạ. Đó, mình nhờ cái đó. Rồi cho chú đây đi về sẽ biết đi về tới dưới hết nhiêu tiền. Dạ. Đây dưới 25 ngàn. Rồi đi về là 50 ngàn ha. Ăn uống 100 ngàn rồi chú ngại bán được nhiêu tới số? Trời ơi bán 5-3-40 vé số. Người ta chờ ta cho. Ở đây nè, tôi bán ở đây hỏi vài đồng ai cũng biết hết trơn á. Rồi ngại bán 40 số lợi như cho 40 ngàn hả? Bán nhầm cái đi lỗ. Nhầm cái lỗ nữa. 40 ngàn là lỗ rồi coi gì nữa. Nào người ta cho. Dạ. Nhờ cô bác giúp đỡ. Cho thì mình đi dạo vòng vòng gần dưới đi, thấy bà con cô bác rồi. Ở dưới thôi. Cho nó. Vậy hả? Sao vậy? Ở dưới nó mà cái đồng tiền nó sống quan trọng hơn ở trên này. Vậy hả? Rồi ông bán mấy giờ ông nghỉ? Dạ, 12 giờ đi về. 12 giờ nghỉ hả? Bà con thì cũng chia sẻ lên cho Mạnh Thường Quân, có ai thấy chú trên đường đó thì giúp đỡ cho chú nha. Rồi vậy đi ha. À, nó thiệt chứ ở đây nè, đây cũng biết hết trơn. Dạ. Rất là quen rồi phải không? Nhà ta biết. Đấy. Hôm qua Trung Quốc sẽ hết trơn đó. Sao vậy? Nó mua tiếp nó vô chạm bơ 500 hôm qua lên xe bếp bài đó bà trả tiền cho nói chung ra chung ra thấy tình cảnh chú khó khăn, nói chung ở đâu ai cũng giúp chú được chân á, nhưng mà không cần đi xa thì chú đi tốn tiền xe tiền bà bọng rồi. Dạ. Rồi vậy cho con gửi nha. Cảm ơn chú. Dạ. Ở dưới bán đi gần đi, đừng đi xa nữa. Dạ. Dạ thôi con cảm ơn chú nha. Thôi giờ di chuyển về phía trước bên kia. Cá rô lương rất nhiều cái rất nhiều loại cá hung hỉnh luôn, gì chuột luôn nữa. Cá sạch quá thì bởi vì gì quá bởi các loại rau rau chạy rau đắng rau má rồi gì phù nèo rau muống nữa và bông súng. Đi về phía trước. Có này qua chuối rồi. Ăn sữa. Bán gì cá không hỉnh thì quá thì nhiều còn sẵn rồi nha. Ủa bên đây cá gì vậy chị? Không chạy xi gì đó hả? Bóng gì?
Ngon cát này giờ hiếm chứ nè. Ngon cát thì bán nhiêu ký chị? 150 hả? Ồ, 150 nha. Còn này về cái con khô ha. Rất ngon nha. Còn có chị này bán chổi vườn nội này bán. Đâu cái hẻm này cũng hơi nhỏ mà bà con đi rất đông chút gì. Khúc này cũng hơi vắng rồi, mình thôi mình quay ra của chú chị này bà con này bán. Đó, đây giờ mình quay thêm cái ra chỗ này cô bán bánh gì nè. Wow, bán bánh gì nhiều món hấp dẫn quá vậy chị. Dạ chú quay chia sẻ trước nha. Wow, bánh lá dừa, bò, bánh bèo gì đấy, bò xôi rồi bánh lọt luôn ha. Dạ không, bữa em có bánh cam. 2 ngày mà 1 năm em làm nhiều bánh, em bỏ cũng hay bánh còn rộng. À, đuối rồi, bánh hết làm bánh nổi vậy ha. Dạ, bánh tầm, bánh ướt, chả lụa, nói chung là đủ. Ở phía trong này, trong này trong vườn ra hay gì chị? Này trong vườn hả? Thì cũng ta đi chợ Gia Liễu. Gì hả? Rồi chị vợ bán tới đây hết hả chị? Dạ còn phút nay đó. Đâu có không? Cô tiêm hợp nữa hả? Rồi gai nắng gì đó hả? Dạ. Không, giờ mình quay tiếp rồi thấy bà con bán gì vậy, giờ cha cho mượn gì mình quay thêm đoạn nữa cho cô chú chị xem nha. Nè, cũng gai gác cho chị vợ này nhóc cho cô chị. Rồi bán mắm, rồi mắm rồi rau. Ở trong vườn gì vậy cha, đây trong vườn chị đem ra bán không à, chứ không lấy lại. Dạ, đem ra bán. Dạ. Ở này ở đây chợ này không có nhà chợ nhà lòng gì hết, chợ chị bán tự phát, bán theo trong lại theo lộ thôi ha. Bán mấy đi em muốn trong nhà, tại chủ nhà chưa có ra không có vô. Dạ. Nhà. Vậy chăng cái cửa chắc cửa nhà ta rồi hỏi chủ nhà hả? Mưa mướn trong nhà luôn rồi, ở trong nhà. Dạ mướn chưa hỏi chủ nhà chắc cửa đóng tiền cho chủ nhà. Đóng tiền cho chủ nhà. Dạ, rồi, cảm ơn cô nha, chúc cô bán mà khách hàng nha. Dạ, cảm ơn. Ở trong ra cái trong hẻm của chú anh chị. Mấy cô bán đồ tự phát đó, mình ở ngay cái nhà nào đó, thì mình ở ngay nhà đó mà đóng hàng ngày cho cái chủ nhà của chúng chị. Mình cũng hỏi cái cô đó thì cô bán trên cái cửa nhà của ai thì đóng tiền hàng ngày của cho cái chủ nhà đó nha cô chú chị. Rồi bây giờ còn có đang hẻm về chút trong thôi, bây giờ mình quay lại của chú chị. Rồi, bán rất nhiều loại rau. Cái đoạn này nãy mình chưa quay đó, mình sẵn mình quay lại nha. Đoạn này cho cô chú chị xem hết luôn nha. Vâng, cái đoạn này khúc cá quá nhiều của chị. Cá chê lai, cá cha, cổ cá đưa hồng. Dân ra ai bán cũng mà bằng sẵn cho khách cho nghe của chương trình. Người uống rượu bán dầu cục củ quả. Đó, vậy đó đi bán rất nhiều.
Thôi tới đây dẫn lại đây kết thúc video của chú chị. Rồi chương trình tôi quay tới đây chia sẻ cho cô bà con xem cái chợ này kêu bằng cái chợ Gia Liễu của chú chị, nằm về ngay cầu Đầu Xấu tại thành phố Cần Thơ của chú chị. Rồi chương trình quay xin phép kết thúc video nha cô chú chị. Xem có yêu mến chương trình thì nhớ cho chương trình xin một like và một lượt chia sẻ và cái nhấn chuông để thông báo ra video mới cho cô chú chị xem nha. Rồi cô chú chị nào chưa có nhấn chuông thì nhớ nhấn chuông giúp cho chương trình sớm có đốt bạc để chương trình có kinh phí đi quay nhiều video hay và nhiều video lạ hơn nữa gửi đến cho cô chú chị xem nha. Thôi xin chào, hẹn cô chú chị gặp lại những video tiếp theo.